Xin chào tất cả mọi người. Cảm ơn mọi người đã quan tâm đến sức khỏe của Melsi. Đây. Melsi thì bị rối loạn tiêu hóa do là cắn một cái dị vật gì đấy nghịch rồi có thể là nuốt vào. Đây, để xem thêm Melsi. Này thì Melsi ăn rồi. Là gì nó không chịu ăn. Yumi ra đây. Mi à. Messi ơi. Messi có ăn không? Nó bị rối loạn tiêu hóa và nó không thích ăn. Đây. Miếng bé thì được. Chiro. Đây, Messi. Miếng to quá chê. Messi à? Sao bây giờ Messi nó ống nghẽo thế? Này. Trời ơi. Ăn nó còn chịu quả miếng to miếng bé. Yumi ơi, Yumi ăn ra đây. Mi à? Thần chứ không chứ ra. Yumi. Mi. Ra đây. Mi qua nào. Mi đây của Mi đây đấy. Mi ăn miếng đấy đi, chẳng ai lại ăn uống theo cái kiểu thế cả. Messi đâu, Messi ra đây xem nào. Đây làm miếng. Ok. Ăn mấy miếng cho nó vui mồm. Mẹ Messi đang ốm nha, cho mẹ Messi ăn trước này. Siro ăn miếng to này. Ok. Mẹ Messi hôm nay mẹ Messi ốm mà cho mẹ Messi ăn miếng bé nha. Chứ mẹ Messi hôm nay không ăn miếng to được, ăn miếng to là mẹ Messi chê. Đây, Messi đây. Đây, siro. Đây. Messi. Đây. Cái gì đấy? Yumi ăn ra đây. Mi à? Thử nhá. Xem nào nó sẽ ăn cắn của gì. À, Siro. Siro. Gớm quá nè. Giờ giờ đây này. Nghịch tí thì. Đây. Nào Messi vẫn làm miếng nữa không Messi ơi? Ăn không? Yumi ra đây. Mi. Miếng cuối cùng cho Mi. Nha, miếng tí 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 tí. Ngoan không? Nào. Ngoan không? Ngoan nha. Rồi, thằng thế đó, hết rồi. Ôm nhau cái này, xích vào. Xích vào, xích vào. Xích vào, ôm nhau cái này. Trời ơi, xíu cái quá.
nhỉ. Rồi sự gái quá. Được rồi, ôm nhau này. Ôm. Ôm nào, quay đầu mặt đây, kẻ con đi, không cho con ra. Thôi được, ra. Điều tiết lại con, không cho con nó ra. Nào. Yêu luôn. Ai nuôi chó mới hiểu. Siro ơi, anh đang chụp ảnh Siro đấy. Siro. Anh đang chụp ảnh Siro đấy. Nào, nhìn máy ảnh nào. Đâu rồi, máy ảnh đâu? 2 3 nào, cười, cười nào. Đang chụp ảnh cái này. Này, đang chụp ảnh này. Nhìn đây này, Siro. Đâu rồi? Như nào cho nó xinh gái nào? Xinh thế nào? Hả Siro? Xinh như thế nào? Nhìn thẳng vào đây. Nào nhìn thẳng vào đây nào Siro. Không phải quay ra hướng khác, kệ đi, kệ cho nó đi. Đâu thần thái như thế nào? Nào Siro. 1 2 3 nào. 1 2 nào, chưa xong đã 3 đâu. Siro cứ cúp tay lại đằng sau như con dở hơi ấy. Siro quay mặt đây nào, tập trung này. Này 1 1 2 3. Toách. Siro liếm cho em đi. Liếm cho em đi. Đây. Nhìn này. Con rốt khổng lồ. 40 cân. Đang chăm mấy con chiêu hua. Mấy lạ. Liếm nhẹ thôi nhá. Không liếm mạnh em nó ướt hết. Thôi được rồi. Để em ra đây. Nhấc lên. Thôi được rồi. Ok. Em tè xong chưa? Chắc là tè xong rồi. Thôi được rồi. Để em xuống. Thôi được rồi. Rồi rồi rồi. Siro đã bảo để yên để quay video em một tí. Em sạch rồi. Khổ lắm. Yêu em quá. Thôi được rồi. Thấy thái độ của chúng nó không? Chưa gọi tên Siro. Nasi. Yumi. Nasi. Trời ơi, con nhóc con kia không phải đòi ăn. Đòi ăn gì? Ui giời, lạch rồi. Con khoan đã, từ yên nào. Con nào mà làm rơi cái mũ là không được ăn đâu. Yên đấy. Này, không được để tụt lên thế. Yên đấy nha. Siro lạch quá, yên. Được rồi, yên đấy thì nó mới sinh. Này Siro. Yumi. Mì miếng này to quá. Siro. Ok. Mọi người thấy không? Cố tình để lại cái tay ở bên trong miệng nó lùi lại. Lùi lại. Lùi lại. Chưa. Không, Nasi. Siro. Siro sắp rơi rồi đây này.